cả nhà mình đã dọn dẹp Tết đến đâu rồi? Chắc chắn là ngày Tết đến thì ai cũng muốn nhà mình thì thật là sạch sẽ và thơm tho đúng không? Thì dọn dẹp không nói rồi, hôm nay em sẽ chia sẻ một cái tip nhỏ để có một cái căn nhà thơm hơn. Đặc biệt là những anh chị cô chú nào thích dùng nến thơm. Một gợi ý cho cả nhà mình đó là dùng trái thơm này để mà sử dụng làm thay cho nến thơm á, tiết kiệm chi phí hơn và khử được cái mùi ẩm mốc hiệu quả, hương thơm thì tự nhiên. Ở dưới quê dưới vườn thì quý anh chị cô chú biết rồi, không khí á thì nó mát lạnh cho nên là cái việc mà cái mùi ẩm mốc thì không thể tránh khỏi. Và cái diện tích ở vườn, cái nhà ở vườn thì lúc nào thì cũng phải rộng rãi và nó không phải là nó kín, mà mình dùng cái này nè, nó dùng trái thơm này nè, sử dụng như cách em đang làm, khoét ra và có một cái lỗ giữa rồi đặt nến vô. Cái nến này thì mình mua rẻ lắm cả nhà, một góc như vậy một cái miếng này thì mua ở nhà sách chỉ có mất tầm khoảng là 2.000 thôi. Đó, thì mình sẽ có được một cái quả nến thơm rất là to như thế này luôn, mình sử dụng được rất là lâu. Cái nến này mà nó tan chảy hết thì mình cứ bỏ nến vô đốt tiếp như vậy đó. Cái ngọn lửa của nến thì nó sẽ đốt vô cái thịt của trái thơm á, nó bay lên một cái mùi hương rất là dễ chịu. Nó rẻ thì mình có thể sử dụng được nhiều, chứ còn mà ở vườn á mà sử dụng nến thơm thì không biết bao nhiêu tiền cho phỉ luôn á. Không hiểu sao mà cái mùi của thơm á thì nó lại khử được cái mùi ẩm mốc rất là hiệu quả. Cái quả thơm này mua dưới quê thì cũng mất tầm khoảng là 20.000 thôi, nói chung là cũng rẻ lắm. Rồi anh chị cô chú nào cảm thấy hay thì mình làm thử nha. Chúc anh chị cô chú mình tận hưởng được hết trọn vẹn những cái điều vui vẻ trong năm mới, và nhất là những ngày cận kề Tết như thế này, trong lúc mà dọn dẹp nhà thì mình cũng sẽ tìm được niềm vui ha. Cảm ơn cả nhà mình một năm qua đã ủng hộ kênh Ngã Vườn. Kính chúc cả nhà mình sức khỏe thật dồi dào và xin hẹn gặp lại vào năm mới nha.